Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Dạ xin chào bà con cô bác, Khương Dừa xin kính chúc tất cả bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Khương Dừa đã đến thác Bản Dốc rồi bà con bác ơi, ở đây thuộc địa phận của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng á. Lần đầu tiên Khương Dừa đến đây luôn và Khương Dừa sẽ vô tham quan và Khương Dừa sẽ ghi hình lại để Khương Dừa giới thiệu được cùng quý bà con bác. Nếu mà bác chưa có điều kiện đến tham quan thì mà bà con bác xem video Khương Dừa để biết ha. Dạ còn nếu mà có điều kiện có thời gian bà con bác cũng nên đến thác Bản Dốc để mình tham quan một lần. Dạ. Ở đây thì mình sẽ mua vé xong mình vô rồi mình có thể đi bộ vô hoặc là mình có thể là cưỡi ngựa đó. Vậy hả, cưỡi ngựa vậy hả? Gì cưỡi ngựa nhiêu anh thuê ngựa là nhiêu? 50 ngàn đi bộ vô hả? Thôi anh đi bộ, thôi anh đi bộ. Dạ được được được, cảm ơn ạ. Thích trải nghiệm thích đi bộ. Cái này phải đổi mũ bảo hiểm á. Hình như ngựa này vỗ ba cái là nó đi luôn em. Không, nó ị ra vàng á mẹ ơi. Ngựa đi thuần rồi, không sợ đâu. Không thuận hả vậy? Ngày được bao nhiêu chuyến hả chị? Chưa được chuyến nào. Chưa được hả? Chưa không, được. Tại đợt này đang là bão lũ nè. Cho nên là người ta không có đến đi du lịch. Dạ, qua chừng nửa tháng nữa sẽ có khách du lịch. Dạ, con ngựa này là chị mua hả? Con ngựa này giờ nếu mà ở ngoài giá thị trường nó bao nhiêu chị? Ở xã thị trường rẻ thôi, nhưng mà mình mua về là cho khách cưới là đắt hơn đấy thôi. Bao nhiêu chị? Nếu mà con ngựa này 60-70 triệu hả? Rồi mình vô đây mình đăng ký. Đăng ký trong khu du lịch. Đăng ký đâu ạ. À. Nhà thiền rồi ạ. À. Tự đi hướng chị, tự đi được, tự thuê hả chị? Ở đây mấy chị cũng rất là dễ thương, bán giá cả cũng mềm chứ không có phải cao. Rất là dễ thương. Chị nuôi con nuôi nó kỹ quá ha, nhìn nó sạch đẹp quá ha. Sáng nào cũng tắm à? Dạ, sáng nào cũng tắm. Mà tắm người chứ không người ăn sao thôi. Dạ, nó là coi như là lao động chính của mình luôn á. Dạ. Nuôi cả nhà đấy. Dạ, nuôi cả nhà luôn hả chị? Vâng. Chị có mấy con? Có hai con đằng sau kia nữa. À. Con đằng kia sau kia. Đi không? Con đằng sau kia là ai đang ấy vậy? Dạ. Ai dạ. Đang giữ? Cô nha, cô nha. Ơi, tội nghiệp em. Ô, chị chăm kỹ ghê luôn. Đi ủng hộ nhìn cho chị để có tiền đi cắt cỏ cho con ăn. Bao nhiêu tiền? Có 50 ngàn hả chị? 50 ngàn à. Có 50 ngàn nè. Ừ. Ngon quá, lát xuống cởi lại ngựa. Ê, con ngựa này đi dễ chịu nè, các con ngựa ở mấy chỗ khác nó cao đi sợ hơn cơ. Ừ. Giờ nó béo nè. Đây là con ngựa. Ngựa này nó sạch sẽ. Con ngựa nhỏ nó vừa á. Con ngựa này không có cái bòm đó. Hát than. Hát than. Mấy chục triệu hả chị? Đây là bà con bác thân mến, đây là vô mình coi hai nghệ nhân họ đang hát than nè. Ồ. Tim cơn tẹp dâng cơm nhật phan nào đồng đồng từ cho à hứ nước cầm mà tuyên ngôn ba cuối rõ ràng. Hai cái loại nhạc cụ này là nhạc cụ thank you.
có 3 dây mà không? Cùng có măn hầu phương miền Bắc, văn cứ lãnh đạo khắp than nhiệm, qua thái phi liên diện nặng kháng chiến, thân văn vô đinh đã là mưa tay. Xây dựng xây hợp tác luôn. Áo dân vàng như trói miền Nam toàn, nước theo cơn tàn nạc tức mi, quên tâm tức mi tao hoa nguy đô. Rằng không nhất tháng hồ mưa khe, muốn nói cần anh ca thêm thương bàn, di chúc ai à nhằn bán nương đường nặng thở mắt ở đây. Bác mong rằng nước ngay độc lập mà tam biển cho nước hoa khăn. Bỏ ngựa hay nè, dễ thương, nó dễ thương lắm. Thôi mà chị sợ nó, không có chừng ta đạp nó đi, nó vô đi. Nè chị lấm nó đi, vô đi. Thôi, chị không dám đâu, thôi. Chị sợ nó sẽ con vật. Vâng, anh chị có nghe thấy tiếng nước chảy chưa ạ? Nghe tiếng thác. Ôi ơi. Ngay phía trước đây chính là dòng thác Bản Dốc hùng vĩ đây ạ. Đây là đệ nhất danh thác Việt Nam và là thác nước đẹp thứ tư trên thế giới, trong thứ tư luôn. Nằm ở đường biên giới giữa hai quốc gia. Thì đấy chính là thác Bản Dốc. Cái này ngon quá nè, cái này chín ăn ngon quá nè. À vâng, đây là hạt rẻ ạ. Ăn được chứ vậy? Dạ 9 giờ đây ạ. Dạ. Dạ bao nhiêu tiền ạ? 60.000 một cân ạ. Dạ, lấy 1 cân đi, cân đi. Cân đi. Ở này ngon lắm. Lấy 1 cân nào chị? Dạ 1 cân đi. Dạ, này là rang muối hay làm gì chị? Hay luộc? Rang ạ. Rang hả chị? Đây cái có cái lò ở đây ạ. Cái lò ở dưới này đây ạ. Là nó tác dụng để rang đây ạ. Chị gửi tiền thì em hết trơn ra luôn à. Chị biết rồi. Chị biết rồi. Chị biết rồi. Chị lấy ngựa. 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 Chị tự nhiên chị là chị muốn bận bộ vậy đó. Không, chị đi lại còn nóng không nóng. Nhưng mà xíu nữa mọi người đi đường kia về rồi chị lấy tiền lẻ cho em này. Không có tiền lẻ thôi chị. Ok, ok, ok. Thế là tí nữa. Này có thông chị. Thường là thông thường là khách đi về tối này chứ em, em hết rồi, em không có đủ. Cho thêm cái bịch nữa chị. Cho thêm cái bịch nữa. À có 60.000 à. Cho chị 60.000. Có ai có tiền lẻ không? Có ai có tiền lẻ. Chị có 25.000 rồi nè. Em có 20.000 rồi. Chị có 30 à. 30 nè. 20. 50. Còn có tiền lẻ chẳng không à. Thôi đưa cô đồng đô được không? À, em có đủ rồi là đủ rồi. Đúng. 60. Dạ, 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 cảm ơn. Thường 10.000 ạ. À. Thường 10.000 hả? Dạ. Thôi bỏ vô 10.000 luôn đi. Vâng. Dạ. Phải mất không thối thôi. Rồi, được rồi, cảm ơn. Được rồi. Thử rồi, thử rồi. Thử hẹn nha. Cô gái tày, cô gái nùm, cô giáo ơi, gái dao đỏ, dao tiền hôm nay đến với mảnh đất Cao Bằng này để chụp hình lưu niệm. À, vâng. Em mời các anh chị trước. Thử em. Em mời chị ạ, mời chị hàng dễ ạ. Thử hỏi ạ. Sao hả? Thấy đâu không? Không. Chị Hiền Hiền ơi. Mà sợ không có thời gian nó chị Hiền kiếm qua thôi. Thôi đừng tới đi. Nè. Cảm ơn anh. Lần tới các anh chị lên thì em còn có thịt đồng hành với các anh chị tiếp. Sao mình mùa ba mình cũng bận bộ đâu đó. Không. Bữa đó mới đem theo bận. Dễ ngon quá à. Ủa này ngon lắm nè chị. Này ngon rồi, không biết nhiêu phí ta. Dạ không. Ăn không mua. Đường đá. Đường đá đặc sản, đặc sản. Người ta bán đó, ta để ta bán mà. Bày đúng lại coi. Bán mấy người nhiều chuyện vậy. Ngồi nhiều chuyện. Bà nước đâu chảnh chảy xuống nhiều rồi bà. Nước đâu trên đó mà chảy xuống nhiều quá vậy? Có à, nó bằng ngày thôi. Nó chảy hoài vậy luôn hả? Ờ, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ờ, năm nay là 8 năm. 85 tuổi hả? Dạ, rồi bà buôn bán gì trong đây? Ờ, bà thêm con cháu. Bà đi ghe hả? Ờ, thêm đi, ghe khác. Ờ, sân khách hả? Đẹp hơn thế. À, bà là người ở đây luôn? Bà là người ở đây. Ồ, thác này là xưa giờ luôn hả bà? Cái đồng ruộng này nó à. Chín chưa à, đồng ruộng của bà hả? Dạ.
đẹp quá ha bà. Nhìn sao nước nó chảy xuống hoài bà, nước đâu nữa kìa. Ờ sao chảy qua năm xuống tháng vậy? Qua năm. Ừ. Hay quá ha. Nước sập xuống nhiều quá cũng không có khác. Dạ nước nhiều quá nó cũng nguy hiểm ha bà. Nguy hiểm ngoài sập nhiều lắm. Dạ. Không có khác đâu. Dạ. Thác Bản Dốc. Dạ. Nổi tiếng khắp cả nước luôn bà, nổi tiếng thế giới luôn á. Dạ. Hồi nhỏ lớn lên là bà đã thấy cái thác này rồi. Dạ. Dạ động Mường Ngao, bà có vô động Mường Ngao chưa? Bà già là bà không dám đi đâu. Dạ. Đi vô đó cũng dễ lắm. Cứ đi bằng xe thôi, nhưng mà nó đi là mất vé là không có tiền à. Dạ. Dạ. Một chiếc ghe vậy người ta cho thuê là nhiêu bà? Hả? Chiếc ghe vậy cho thuê là nhiêu? Bé. Dạ. 50 người mình lại gần đó để mình dạ cho. À, để mình tham quan cho gần, để chụp hình cho gần hả bà? Ờ. Dạ. Bà làm cái nghề này bao lâu rồi? Ôi, bà là người khúc ở đây mà. Dạ. Khúc người ở đây. Rồi là cũng người ở đây mà này, không người đi xa về đâu. Dạ. Dạ. Ê, bà nói cái này cháu có hiểu hết không? Dạ hiểu. Không hiểu chứ. Nghe kịp. Người bà là người đồng bào gì? Tây. Dạ. Tây Phú Khánh ấy. Dạ. Ở đây là màu tàu, đồng bài ta Tây, màu nùng là nhiều hả bà? Giao. Đa số là Tây. Tây. Dạ. Sao không có? Dạ. À, cao điểm nhất là chắc khách du lịch ta sẽ nhiều lắm hả bà? Trường dạ, là mùa hè ha. Ừ, mùa hè là vừa. Để tham quan nhiều. Không. Thích Tây nhiều không bà? Tây cũng có nhưng mà ít hơn Việt Nam mình. Dạ, dạ. Dạ. Đây là bè trồng nè. Bản Dốc là tên của một cái bản hay sao bà? Bà cũng là làng Bản Dốc thế. Làng Bản Dốc là ở đây hả bà? Đấy, làng Bản Dốc ở trên đây. À. Ở đây là bà con sống nhờ vào cũng làm lúa hả bà? Có nương làm rẫy. Mua làm thế lấy cái gì để ăn? Dạ. Nhưng mà ấy, bây giờ không có gì ăn ở đây. Dạ. Vậy cái hồ này chắc cá nhiều lắm hả bà? Có. Dạ. Cá to lắm. Cá to mà. Nhưng mà đâu được bắt hả bà? Có chứ. Đâu bắt là? Đi câu. Câu hả? Dạ. Ở bản thân thác chứ. Dạ. Ủa xưa giờ có khi nào mà nó cạn nước không bà? Nó không có chảy không bà? Không có, không cạn đâu nhưng mà nó ít hơn. Ít hơn thôi ha. Ừ. Ít gặp nhiều thôi, vô mùa mưa nhiều. Đến mùa 10 tháng 11 là ít hơn. Dạ. Rồi coi cái tàu nào của bà đâu để tôi con đi ủng hộ. Hả? Cái tàu nào của bà đâu? Bè. Bè bà không có, ở trong đây là làm chung hết. Dạ. Làm chung không có. Làm chung hết hả? Làm một cái đâu. Trời ơi, mấy bạn nhỏ rồi. Nhi, cho tôi xuống xin tiền cái chú lì xì bà ơi. Cho 100.000 lì xì bà, bà dễ thương ghê. Cho 100.000 đi lì xì bà được giá được rồi. Dạ. Lì xì bà. Đi thôi bạn. Dạ 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 chúc bà sức khỏe. Dạ dạ. Dạ 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 bà. Dạ tụi con đi tham quan nha. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ bà 85 tuổi rồi chị. Nhưng mà hồi nãy giờ em không nhớ bà là bà làm gì đây bà? Bà là làm chung tàu ghe rồi nè. Đón khách đồ á. Tàu khách. Quản lý khu này luôn. Không. Bà xuống con lúa rồi luôn chín chưa? À, bà làm lúa. 85 tuổi. Bà đẹp quá, bà đẹp quá. Bà đẹp quá nha. Lớn lên từ nhỏ đây. Chúc bà bước vô Đông Hải thọ tỷ năm sơn. Ừ. Nha, sống hơn 100 tuổi nha. Năm nay về là năm sau về lại thật lại nha. Dạ. Rồi, dạ dạ. Gặp bà nha. Dạ. Dạ chúc bà sức khỏe con đi nha. Đến tham quan dạ. Để mọi người đợi con. Dạ. Có vẻ dễ thương. Bạn bác ở đây rất là dễ thương. Trời ơi, bà cụ khỏe quá. Dạ, 85 tuổi rồi, minh mẫn kìa. Khỏe kìa. Mặc áo phao vô hết. Dạ, mặc áo phao vô. Bên Việt Nam và bên kia là Trung Quốc. Và hai nước cùng nhau khai thác phát triển du lịch trong công ty châu này ạ.
đây là người bản địa đã lưu lạc 40 năm rồi. Dạ vâng. Dạ có đoạn nào mà dẫn nó hơi đi vào tập trung quá thì em giới thiệu để cho nó tập trung hơn một tí. Cho mở cái phao luôn. Mở phao vô cho cắt. Mở áo phao vô, mở áo phao vô. Quá đẹp cả nhà ơi. Dạ vâng, các anh chị ngồi vào một vị trí trước đã. Ngồi vào vị trí trước xong rồi chiều nữa em sẽ dẫn. Bây giờ để như này thì rất là khó quay và khi mà di chuyển bè nó lắc. Đây rồi. Đây rồi. Rồi cá rồi. Dạ bà con cô bác thân mến, đây là địa phận của Trung Quốc của cô bác. Thì bên đây người ta cũng khai thác du lịch ở thác Bản Dốc. Dạ. Ở bên đây là thác Bản Dốc. Đó, cực kỳ đẹp đúng không cô bác? Và bên đây là địa phận của Việt Nam mình và bên đây mình cũng đang khai thác để phục vụ khách du lịch của Việt Nam mình. Cảnh rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Phương vừa cũng không hình dung ra làm sao mà nước nó lại quanh năm suốt tháng nó sẽ đổ mà đổ cái lượng nước rất là mạnh như thế này. Cực kỳ đẹp đúng không bà quá. Ở đây thì người ta sẽ có những cái chiếc bè như vậy nè để chở khách du lịch đến gần với cái thác để tham quan, để chụp hình. Quá hùng vĩ luôn. Đây là một trong những thác đẹp nhất thế giới luôn nha quý ông bác, chứ không phải là ở Việt Nam luôn á. Như vậy là bây giờ mình nếu mà mình ghé qua đó là thuộc là mình qua bên sang bên Trung Quốc rồi ông bác. Đây là cô hướng dẫn viên của đoàn. Em cho anh hỏi là nếu mà bè mình qua đó mình uống nước ăn cơm là rồi mình về được không hay là sao? Bè mình đó, bè của mình đó. Bây giờ là mình không được di chuyển bên sang bên kia. Không được phải không? Vâng, không được di chuyển qua bên kia. Đây là biên giới mình không được qua bên kia. Và bên kia họ cũng không qua mình được luôn. Dạ vâng đúng ạ. Hai nước đều không được đặt chân lên bờ của nước đối phương. Và chỉ có cùng nhau di chuyển tham quan dọc qua sông Quây Sơn này thôi ạ. Mình đi là đi qua cửa khẩu đàng hoàng, phải qua cửa khẩu. À, khu vực này là khu vực khai thác chung bởi vì cột mốc kép ở hai bên mà. Nhưng mà ở bên mình là kêu bằng thác Bản Dốc, còn bên họ là họ kêu... Bên là Đức Thiên ạ. Hả? Thác Đức Thiên ạ. Đức Thiên hả? Vâng, vâng ạ. Là kêu cùng một thác nhưng có hai tên gọi. À, cùng một thác thì có hai tên gọi ạ. À. Bên mình là gọi là Bản Dốc, bên kia gọi là Đức Thiên ạ. À. À, dạ. Và bên kia là thuộc địa phận của tỉnh Giang Tây hả? Quảng Tây ạ. Quảng Tây. À. Huyện gì ta? Tây Trung Quốc. À, tỉnh Quảng Tây. Tây Quảng Tây Trung Quốc. À, tỉnh Quảng Tây. À. Là Cao Bằng mình giáp với tỉnh Quảng Tây. Vâng. Bên kia là chắc cũng có người Việt Nam mình sinh sống chứ? À, lúc trước thì ranh giới giữa hai nước chỉ là địa phận kiểu là địa phận ranh giới thôi. Thì cái việc mà hai nước kết hôn thì vẫn có. Nhưng bây giờ thì không có có nhiều như trước đây. À. Lúc trước thì di chuyển sang dễ dàng. À. À, bên cuộc sống bên đó người ta cũng làm nông nghiệp giống như bên mình. Vâng, vâng, người ta cũng như bên mình thôi ạ. À, tại địa hình cũng giống nhau. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn em. Quá đẹp. Đây đó là gần nhất rồi không á. Dĩ quá. Wow. Đây, mời bạn bác mình nhìn ngắm toàn cảnh khu du lịch thác Bản Dốc. Đó, xuồng ghe tấp nập luôn. Tiết lại gần tháp không bác?
có thanh niên đứng đó câu cá là gì kìa. Đó anh. Anh thanh niên đang câu cá nè. Là một cái ghe vậy anh ta tới được một xíu. Tới đây tham quan xíu, đẹp quá. Ôi, hùng vĩ quá, bằng quá rồi. Nước trong xanh luôn. Ồ, nước nó từ trên thác nó bay là luôn quá. Bay là luôn. Như mưa phùn luôn. Quá đẹp. Ở bên mình hôm nay là bị ảnh hưởng bão lũ cho nên là khách không có tham quan nhiều giống như bên mé phía bên Trung Quốc luôn á. Kế bên Trung Quốc luôn. Đó, mình ngắm nhìn ngắm. Có cá là có cá lớn lắm mà bạn đó câu cá. Quá đẹp. Không biết là có ai mà đi ngang cái thác này được không ha bà con bác. Đó. Ồ, cái chàng trai đó câu cá. Đó có cá không? Có cá không? Ồ, nước nó tạt vô mình luôn rồi bác, nó tạt vô ống kính luôn rồi bác ha. Nó tạt vô ống kính luôn nè. Rồi bác có thấy mờ mờ không? Đúng không? Vừa đang quay á cho nó bị mờ mờ ha. À, để mà bác cảm nhận được là nước đó, lượng nước đang tạt vô. Hùng vĩ quá. Có rất nhiều con thác nhỏ nhỏ luôn mà. Đẹp quá. Ướt hết đầu luôn á, ướt hết đầu luôn. Rồi, quá đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên là Thương Dừa cũng như mấy anh em đến đây không bác? Có điều kiện con dừa cũng sẽ dẫn gia đình con dừa đến đây tham quan. Bạn bác cũng có điều kiện bạn bác đến đây tham quan nha. Dạ. Rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. Tiếng thác chảy nghe kinh khủng khiếp không bác? Dạ. Đang trên quyền đang tác nghiệp rồi ghê dữ thiệt. Dữ thiệt. Đang giới thiệu cho cả quý bà con cô bác để biết về thác Bản Dốc. Dạ. Thì đó bên kia là chị Trung Quốc nha cả nhà. Đó bên con rất xa đó là phía Trung Quốc. Từ Việt Nam mình và Trung Quốc. Ừ. Rồi. Ok. Quá tuyệt vời. Quá đã. Đẹp quá. Ồ, kế bên luôn. Là thác Bản Dốc. À, chị trên cái chồng mà bà con cô bác đến đây mình đứng chụp hình tác nghiệp rồi mình cũng cẩn thận nha bác. Nước chảy cũng rất là xiết đó nha. Giờ mình nhớ mình phải mặc áo phao nha. Quá đẹp. Đó. Quá đẹp luôn. Hùng vĩ quá. Quá đẹp. Rồi đứng đây hát gì ta?
nhìn ngắm mãi mà vẫn còn thích, không muốn rời đi luôn. Quá thật quá. Quá đẹp. Phải xuất hiện một xíu. Mình phải xuất hiện một xíu ở Thác Bản Dốc thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng quá. Dạ, Việt Nam tươi đẹp. À, chỗ nào cũng đẹp hết. Và hôm nay là Khương vừa có dịp đến với Thác Bản Dốc. Quá hạnh phúc luôn, quá sung sướng luôn. Dạ. Vậy là mình đã đi được từ Cao Bằng, đỉnh đầu Tổ quốc, rồi đi xuống tới mụ dưới là Cà Mau, điểm cuối của Tổ quốc. Dạ. Việt Nam đẹp quá, hạnh phúc quá. Hả? Dạ. Chụp hình. Đang quay. Đừng phải quay để giờ coi cho bé chơi. Chụp không cái đó, quay để mình. Quay để mình giới thiệu cảnh đẹp quê hương mình mà. Sao ơi, Di cũng lần đầu tiên tới Cao Bằng đâu á. Hôm nay không có nhiều thời gian để đến đến động Ngùm Ngao với lại Thác Bản Dốc à. Dạ rồi, xíu mình cũng về thành phố Hồ Chí Minh. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Tại giờ khoe giờ đi chung với anh Khương, có giờ Khương không biết anh Khương. Anh Khương ép chụp hình với anh Khương. Rồi, cảm ơn hai đứa. Đẹp quá mà con bác ơi. À, vô. Vô. Dạ, cả nhóm mình đi. Chị đi xích trên giữa đi, Ở trên giữa đi, tuần thứ hai tụi mình ngồi. Anh Thủy vô, anh Thủy ơi. Anh Thủy, có vô vô như trước đi. Cắt hiệp đi. Thường thường ta nói nước chảy đá mòn, nó chảy biết mấy trăm năm rồi mà đá vẫn còn. Có điều kiện mình có điều kiện đi trải nghiệm trên cái mẫu phụ luôn. Phụ hướng dẫn này. Thank you.
nếu mà mình muốn đi du lịch có một đường bộ thì lên Cao Bằng. Mình có thể liên hệ về công ty du lịch Cao Bằng, để công ty cái chỗ mà lúc đấy đồng bằng bao mình ý, thì đấy thì có thể liên hệ tại đó và họ sẽ sắp xếp lịch trình từ lên phương tiến làm giấy tờ cho mình để mình di chuyển sang bên Trung Quốc. Lịch trình tham quan bên đó thì 5 tiếng đồng hồ và với giá cũng thành là 10 triệu đồng. Cái lỗ lãi là bên du khách Trung Quốc họ sẽ mình qua bên mình nhé. Vâng. Mình có lợi thế không là bên mình có một cái nhỏ đi bộ ra được. Thì mình sẽ vào bờ xong mình sẽ đi lên đây để tham quan cột mốc bên kia của Việt Nam và tham quan dòng thác nhỏ bên này ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Mình có thác nhỏ, thác đi bộ rồi. Ở đây gọi là thác cao ạ. Bên này gọi là thác cao, bên này gọi là thác thấp. Cao ấy, cao đứng đây để giới thiệu về điểm đến của em thì hôm nay ở đây là các thác cao và thác thấp. Quá. Mà khỏi đi được rồi.
kia nó nhiều tài hơn. Chứ mình đẹp lắm mà thấy không thương ha. Nó thấp á, mình tự đi để thôi, nó có lòng sông. Đẹp nó đẹp chứ chưa. Nè, thôi cao, thác cao là của Việt Nam. Còn đối với bên Trung Quốc thì hai nước cùng
Lúc trước thì bật khai thác nhưng mà chưa phân định ranh giới rõ như bây giờ. Từ cái địa điểm năm 2001 này là lúc mà định danh, lúc mà đưa ra xác định chủ quyền phân giới giám đốc đấy ạ. Bây giờ thì coi như là biên giới là cái là lòng sông này. Vâng, biên giới là dòng sông này đấy ạ. Vâng. Từ chỗ này tới đây là phần của Việt Nam luôn á. Là một thuộc tỉnh Cao Bằng, đây là huyện Trùng Khánh. Vâng, huyện Trùng Khánh, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Thôn Bản Dốc. Xóm Bản Dốc. Lúc nãy mình ở trong cái hang đó là ở bên dưới của cái núi. Vâng, tức là ở phía dưới kia cách đây khoảng 3 số ạ. Tính ra cái thác cao này cũng rất là đẹp nhưng tại vì nó bị cao quá, nước nó đổ xuống nhiều quá, người ta không tiếp cận, không tham quan được nhiều ha. À không, bình thường hôm nay là nước hơi dưng. Như hả? Như vậy thôi, chứ còn khi không bình thường nước nó sẽ ít hơn. Vậy là bên mình là lợi thế, nãy anh thấy là con mình có ha, có lợi thế hơn. Vừa được cho tham quan thác cao luôn. Thật ra như kiểu bên mình ý, thì có cái địa điểm này bằng phẳng hơn, khách hàng đúng rồi, sẽ tiếp cận hơn. Mình hơn hơn ha. Bên họ đồi núi hơn là họ phải đầu tư họ nhiều hơn, bên họ hay dân số đông hơn cho nên họ chuẩn bị bản sắc
riêng của vùng đất này. Còn như kiểu túi thổ cẩm như mà em đang đeo như này cũng là một cái sản phẩm đặc trưng của người Tài. Nó là cái phần riêng riêng đó của bản địa. Lô Sơn, anh em Lô Sơn. Anh em Lô Sơn. Bên kia là tỉnh Quảng Tây. Tỉnh Quảng Tây, các tỉnh của họ sẽ động tỉnh mình quá. Tỉnh Quảng Tây, tỉnh Quảng Tây, tỉnh Quảng Tây, dạ rồi bà con cô bác thân mến, nói chung là hôm nay rất là vui, rất là cảm xúc khi mà đến thăm hát bản dốc rất là đẹp, rất phục thủy luôn khu vườn Hữu Phương, rất là vui khu vườn chia sẻ được để quý ông bác mà chưa có điều kiện đến đây để tham quan. Nhưng dạ nếu mà có điều kiện mà ông bác nên đến một lần tham quan, nó sẽ rất là khác so với là bà bác xem trên video của khu vườn. Còn bây giờ thì thôi là mấy anh em khu vườn cũng sẽ thành làm việc với bác nghe, cảm ơn rất nhiều, kính chúc tất cả quý ông bác mình thật là nhiều sức khỏe, chúng ta làm việc và hẹn lại. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.